sư phụ. Nè sư phụ. Đi thôi sư phụ. Chạy đi mau lên. Trời ơi. Sư phụ. Tránh ra. Chuyện gì vậy? Đúng là tức chết mà, người đâu? Thằng cung, cút đi. Đại nhân bà ta tới rồi. Đại nhân, tôi không cố tình đâu, tôi chỉ sợ ý trộm té thôi à, cho nên Ngươi dám cản đường bổn quan, ngươi có biết tội lớn cỡ nào hay không hả? Sư phụ, chúng ta đi thôi, phải đi gấp đó. Không phải đó chứ. Ta thấy ngươi mới phạm, chỉ phạt 10 lượng thôi. Đại nhân, tôi không có tiền đâu, đại nhân ơi. Không có tiền hả? Đánh 20 trượng. Đại lão gia. Sư phụ, đừng xen vô bạc đi thôi. Đại lão gia. Buông ta ra. Làm gì vậy hả? Bây giờ con là sư phụ hay ta là sư phụ? Sư phụ kêu con làm vậy mà. Đại lão gia, tha cho tôi mà. Đại lão gia, tha cho tôi đây, tôi không có tiền thiệt mà. Làm ơn tha cho tôi. Sư phụ à, thầy đã hẹn với Trần Đại Hùng rồi, không thể tới trễ được đâu. Đại lão già, tha mạng cho tôi đi, đại lão già. Phạt hả? Đang đánh. Nói đang đánh kìa. Đang đánh kìa. Trời ơi sư phụ. Đi cho. Nè hả? Là sư phụ dặn con, nói là trên đường đi phải cản sư phụ không lo chuyện bao đồng, sợ bị lỗ thời gian không kịp tới kinh thành, lúc đó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của thầy đó. Lý luận với tên cẩu hoàng đó tốn bao nhiêu thời gian hả? Nói đi. Nếu như muốn đi thư kiện lên công đường phải tốn nhiều thời gian lắm đó. Hay, ta mặc kệ. Sư phụ à. Cẩu hoàng. Hay Hãy cho coi. Hay Hay quá. Không phải nó lên kinh thành gấp hay sao? Hay quá. Tiếp đi. Vị tiên sinh này, làm ơn tôn trọng một chút. Ta cho tiền rồi, tiếp tục biểu diễn đi. Đại gia ta rất là thích. Xin đừng mà. Xin đừng vậy mà. Nhìn tay. Nè qua đây, qua đây. Đừng không. Tiền này ta không cần. Tránh ra đi. Đừng mà. Mẹ muốn gì hả? Buông ra. Thế người muốn làm gì? Buông ra. Chôn chết được. Đừng mà. Sư phụ à, chúng ta phải lên đường đó. Đúng vậy, lên đường. Không thể thất tính được. Đúng, không thể thất tính được. Lên đường quan trọng hơn. Phải lên đường ngay. Đánh một hồi chết rồi đó. Dừng ta lại đi. Tương công. Hắn chết rồi. Bảo, bảo đi thôi. Phải gây chuyện trước với ta mà. Để bù cho hắn 10 lượng nè. Không được đi. Không thủ giết người. Trời chết người rồi kìa. Không được đi. Ác quá trời luôn. Cái người đàn bạn
Đúng rồi, đồng ác quá trời. Lại quá. Giết người rồi, phải đền mạng. Buông ra. Sao kỳ cục. Buông ra. Đền mạng đi. Buông ra. Đền mạng đi. Cái người không được đi. Buông tôi ra. Người rồi bỏ chạy đi đúng rồi đó. Tống Thiên Kiệt tới rồi. Là Tống Thiên Sinh tới rồi. Tống Thiên Sinh tới rồi. May quá. Tống Thiên Kiệt tới rồi. Tống Thiên Sinh tới rồi. Tống Thiên Sinh. Xin ông hãy giải quan giùm cho Tam Nương. Tống Thiên Sinh, tôi bị quan thật mà. Tôi cho ông 1.000 lượng. Ông giải quan giùm tôi đi. Tôi thực sự bị quan mà. Tống Thiên Sinh, Tống Thiên Sinh, tôi van xin ông, xin ông hãy giúp tôi đi mà. Tống Thiên Sinh, tôi thực sự bị quan mà. Tôi cho ông 1.000 lượng. Ông giải quan giùm tôi đi. Là hắn kiếm chuyện trước. Hắn kiếm chuyện trước thật mà. Tống Thiên Sinh. Mã Tri Huyện tới. Mã Tri Huyện, thân lâm hiện trường khám xét. Những người có liên quan không thể rời khỏi, chờ đợi xét hỏi. Truyền ngõ tác, truyền bộ đầu. Dạ, đại nhân. Đại nhân, ông phải giải quan giùm tôi. Xin ông giải quan giùm cho tôi đi. Một tấm không đủ thì 2 tấm. Châu quan nhất ta không tin trên thế gian này có thứ gì không mua được bằng tiền. 2 tấm không đủ, Tống tiên sinh, thì 4 tấm. Ta giúp ngươi. Ông ăn đi, nhanh lên. Tự nhiên ăn đi. Tống tiên sinh, tôi đã nghe đại danh của ông từ lâu lắm rồi. Bọn họ nói ông á, trận nào cũng thắng hết, rất lợi hại. Vụ kiện này á, tôi còn có một yêu cầu. Này, tôi muốn là Mã Tri Huyện xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi. Thành thật mà nói thì Lý Tam Nương quả thật là một mỹ nhân. Sư phụ, hôm nay cô mới biết sư phụ là loại người này. Thì ta vốn là loại người này mà. Người đứng lên làm gì, ngồi xuống ăn đi. Mau lên, mau lên. Ta ăn không vô đâu. Hắn làm gì vậy? Ơi, hắn thường vậy đó. Hèn gì mà không hiểu được hắn luôn. Tống tiên sinh, ông nói coi, phải làm thế nào để Mã Tri Huyện xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi? Tôi hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì hả? Cứ đút lót Mã Tri Huyện là được rồi. Nhưng nghe nói là ở trong nhà môn, ngoài Mã Tri Huyện ra, từ cửa cai tới công đường đều có rất nhiều người. Người nào cũng có thể xử lý đại cuộc. Vậy thì ai cũng có quyền hết. Đúng đúng đúng, tôi cũng từng nghe qua. Thật ra có bao nhiêu người ta cũng không rõ nữa. Ý trời ơi, có Tri Huyện nè. Tri Huyện. Vậy thì phiền ngươi lấy tờ giấy và cả cây bút cho ta. Đúng đúng đúng, bây giờ lấy giấy viết lại tên và chức vị của tất cả những người trong nha môn, cần bao nhiêu ngân lượng đều viết vào hết. Vậy thì không bị sót một ai rồi. Nếu như không có con cọp nhảy ra cản đường thì sẽ hư hết chuyện tốt của tôi rồi. Tổng tiên sinh, ông suy nghĩ thực sự rất chu đáo nha. Người đầu tiên là Mã Tri Huyện. Tống tiên sinh, nói thử nên cho bao nhiêu đây? Một ngàn lượng. Còn có Hình Danh quân sư, Tiền Sát quân sư, hai người này đều cho. Cho 1.000 lượng được chứ? Huyện nha Thượng Hà. Thank you.
Chuyện tốt làm xong hết chưa? Rồi, xong hết lâu rồi. Danh sách đâu? Ờ, trên người tôi nè. Để ta xem. Nè, này, bỏ coi đi. Wow, đã tặng hết rồi sao? Đương nhiên rồi, không sót người nào luôn. Đại nhân, đây là giấy kiện của tiểu nhân. Đại nhân đã có phán quyết rồi chứ? À, có phán quyết rồi. Đại nhân, đại nhân, vụ án này chưa có thẩm vấn xong, trắng đen chưa rõ, ông làm sao mà phán quyết được chứ? To gan, đại đánh nhân, cô ta trước, 80 triệu cho ta. Đại nhân, tôi bị quan mà. Đại nhân, tôi bị quan. Đại nhân, tôi bị quan mà. Thiệt là lợi hại, đánh trước 80 triệu. Công chính vô tư. Để ta xem ngươi công chính cỡ nào. Không phải muốn làm trạng sư sao? Sao lại không vào? Con biết sư phụ nhất định thắng, có gì đáng coi. Cậu quan đó phán thế nào? Lý Tam Nương bị đánh 80 trượng, phán quyết cho Quan Mai đứng ra làm mai, gả cô ta cho Châu Quan Nhất. Còn Châu Quan Nhất được phóng thích vô tội. Đúng là quan đường. Vậy mà gọi là tôn sư trọng đạo sao? Luật Quấn Ca. Luật Quấn Ca. Đào trúng mộ của người khác phạt 80 trượng, đào đụng tới quan tài phạt đánh 100 trượng, nếu đào tới thi thể chém ngay không tha. Tuyệt đối không ngoại lệ, không có thiệp cáo trạng bị chém. Đọc ngược lại. Con không đọc. Sư phụ, con theo thầy lâu rồi, trước giờ chưa từng thấy thầy thắng như vậy. Ta chưa thấy xưa nay có ai nhận đệ tử mà giống như con vậy. Đợi khi tới kinh thành sẽ đường ai nấy đi. Yêu chưa? Con đi đâu? Đi kinh thành. Chưa tới lúc phải đi đâu. Qua coi đi. Tại sao vậy? Vì vụ kiện này đã làm trễ nhiều ngày rồi, nếu không khởi hành sẽ không kịp đâu. Còn gấp lắm hả? Nếu gấp thì đi trước đi. Có kìa. Thì đó, gì vậy? Cái gì vậy? Ủa? Sao lại xé rồi? Các người không lấy đúng không? Không lấy. Đương nhiên không lấy rồi, lấy về làm gì? Đại Bảo. Sư phụ, chuyện gì? Đi nói cho Tam Nương biết, nói hôm nay ta có thể giải quan giùm cô ta rồi. Ê, ta chờ đợi chính là chờ lúc này. Mã Tri Quyền cái tên cổng quan này, Châu Quan Nhất cái tên súc sinh này, lần này ta không những giải quan giùm cho Lý Tam Nương, ta còn phải vì bá tánh tiêu diệt tất cả tham quan trong Tri Quyền. Sư phụ, con hiểu rồi. Sư phụ thật lợi hại. Bây giờ mới hiểu sao? Đi mau đi, ta phải tới nhà môn báo quan. Con làm xong việc trở về dọn hành lý, chuẩn bị lên phía bắc. Dạ sư phụ. Thank you.
Thế Kiệt, trên giấy cáo trạng ngươi giết tất cả đều là đại tội. Ngươi thượng cáo tri huyện tham ô phá pháp luật và cho Châu Quan Nhất là giết người hối lộ. Không sai. Tri phủ nhà môn không phải chỗ đùa cợt. Tống Thế Kiệt, ngươi có biết tội vu khống quan viên là tội bị xử trảm không? Biết chứ. Nhưng mà tri phủ đại nhân có biết là quan tướng binh giật lẫn nhau tội như đồng mưu cũng phải xử trảm đó. Tống Thế Kiệt, ngươi rõ ràng ám chỉ bổn quan không thể nắm phép công làm việc. Ngươi quá to gan rồi đó. Ta không phải ám chỉ, ta cho các ông con đường đi mà thôi. Được, ta cho ngươi một cơ hội, coi nhắc nhở bổn quan như thế nào. Ta cho phép ngươi tố tụng. Tống Thế Kiệt, ngươi thượng tụng quan cao, không thể không bằng chứng. Vậy ngươi có bằng chứng hay không? Đương nhiên là có rồi, không lẽ ta đi chơi sao? Châu Quan Nhất đích thân viết danh sách hối lộ tri phủ nha môn, như vậy có đủ chưa? Tống Thế Kiệt, ngươi bắt đứng ta. Câm miệng, chưa tới lượt ngươi nói. Câm miệng. Tống Thế Kiệt, chứng cứ ở đâu? Chứng cứ đâu hả? Đừng có gấp, đang kiếm nè. Tống Thế Kiệt. Ta nhớ ra rồi. Cũng bởi vì ta luôn coi trọng đại nhân ngày đây cho nên mới trở về thay cái áo mới. Danh sách ta bỏ quên tại quán trọ, cho nên bây giờ ta phải về lấy ngay ha. Tống Thế Kiệt. Quan đường, Tống Thế Kiệt, người dù cáo mệnh quan triều đình, tội ác tày trời, bổn quan xử ngươi theo lệ. Danh sách ở đây. Hả? Danh sách ở đây. Đây 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 đây. Đại nhân, ông muốn lấy danh sách có phải không? Đã có đây. Đây là danh sách hối lộ của Châu Quan Nhất chính tay viết ra. Từ Mã Tri huyện trở xuống, nha môn từ trong tới ngoài, mỗi người nhận bao nhiêu ngân lượng, tất cả đều viết rất rõ ràng ở trong này rồi. Đại nhân, mời xem qua. Tri phủ đại nhân, nếu như Châu Quan Nhất có tội thì Tống Thế Kiệt cũng là tội phạm, bởi vì tờ danh sách này là do hắn và Châu Quan Nhất hợp tác viết ra. Theo luật lệ, Tống Thế Kiệt phạm tội xúi dục đó. Dạ đúng đại nhân, danh sách hối lộ là hắn dạy tôi viết, là hắn dạy tôi hối lộ đó. Ý, hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Ngươi đang nói gì? Ngươi không sao chứ? Phải, là ngươi dạy ta viết. Nè, ta dạy ngươi hả? Ta dạy ngươi thế nào vậy? Ta dạy ngươi nói sao? Ta dạy ngươi viết thế nào? Hả? Nói ra đi, nếu không đại nhân sẽ chém đầu của ngươi tru di tam tộc. Lúc đó ta nói tôi muốn là Mã Tri huyện xử lý tam nương làm tiểu thiếp cho tôi. Sau đó ngươi lại nói cái gì nữa hả? Ta không nói ra được sao? Nói không ra để ta nói giùm cho ngươi. Lúc đó ta nói là thành thật mà nói, Lý Tam Nương quả thực là một mỹ nhân. Có phải ta nói vậy không? Phải. Sau đó thì sao? Sau đó ngươi dạy ta. Dạy cái gì? Ông nói coi, phải làm sao để Mã Tri huyện xử lý Tam Nương làm tiểu thiếp cho tôi? Lúc đó ngươi không có lên tiếng. Nhưng mà thái độ của ngươi, là thái độ gì hả? Còn ngươi thì nói như thế nào hả? Tôi hiểu rồi. Ngươi hiểu cái gì chứ? Cứ đút lót Mã Tri huyện là được rồi. Đúng. Đại nhân nghe rõ chưa hả? Là hắn tự mình nói ra, ta không có xen vào đó nghe. Vậy sao lúc đó ngươi kêu lấy giấy bút cho ta chứ? Vậy bây giờ phiền ngươi lấy tờ giấy và cây bút cho ta. Đúng. Bây giờ lấy giấy để viết lại tên và chức vị của tất cả những người trong nha môn, cần bao nhiêu ngân lượng đều viết lại vào giấy hết. Vậy thì không bị sót một ai rồi. Nếu không có con cọp nhảy ra cản đường thì sẽ hư hết chuyện tốt của tôi luôn. Ta lấy giấy bút, đáng lẽ định viết ra một bài thơ, ai ngờ ngươi nói là ngươi muốn viết
Ngươi là kẻ có tiền, đương nhiên nhường cho ngươi rồi. Tống Thế Kiệt, ngươi hãm hại ta. Còn phải nói. Ê, đại nhân, cả câu chuyện đều hoàn toàn rõ ràng hoàn chỉnh có phải không? Nè đại nhân. Ê, chờ một lát đại nhân. Tên ác độc Tống Thế Kiệt này, trước thì hắn giết Tụng Thượng Cáo cho Châu Quan Nhất, bây giờ phản ngược lại tố Châu Quan Nhất và bổn quan. Xin đại nhân lập tức mời Học Chính tới đây, cách công danh của hắn trị tên suối bảy này, cái tội hắn phải chịu. Mã Tri Huyện nói rất đúng. Bổn quan tuyên bố vụ án này tạm dời ngày xét hỏi, bây giờ chờ Học Chính đại nhân cách đi công danh của Tống Thế Kiệt rồi sẽ xử sau. Ồ, xin hỏi hai vị đại nhân, tiểu Tống tôi đây đã phạm phải tội gì? Tống Thế Kiệt, uổng cho ngươi xưng là Nam Trạng Dương, tội của ngươi phạm tội ác tày trời, ngươi còn chưa rõ hay sao? Nói thật thì ta thật sự không biết mình đã phạm phải tội gì nữa. Tay trái của ngươi kiện tay phải, rõ ràng tố tụng bất toàn, chứng cứ rành rành, ngươi còn chối cãi sao? Ồ, thì ra là vậy. Là Mã Tri Huyện và Tri Phủ Đại Nhân muốn thưa Tống Thế Kiệt tố tụng không chu toàn phải không? Được, chứng cứ đâu? Đương nhiên là có chứng cứ, trong tay ta có giấy khởi tố của... Lấy ra đi, lấy cho Tri Phủ Đại Nhân coi. Mã Tri Huyện, chứng cứ đâu? Chứng cứ đâu? Ngươi, Tống Thế Kiệt, ngươi hay lắm. Ta đương nhiên hay rồi. Vậy tức là ông không có giấy tờ khởi tố chứ gì? Nhưng mà ngược lại, ta có hệt văn của ông đó. Đại nhân, đại bảo, cả câu chuyện này rất đơn giản đó đại nhân. Chính là Lý Tam Nương mãi nghệ ở đầu đường đã thê thảm lắm rồi. Quả nhiên bị cái tên bại gia này ham mê mỹ sắc của cô ấy, còn chọc ghẹo cô ấy nữa. Tướng công của cô ấy đương nhiên là binh vực cô ấy rồi. Không ngờ bị cái tên bại gia này đánh chết tướng công của cô ấy ở giữa đường. Cả vụ án chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà vẫn chưa xong. Chính cái tên Mã Tri Huyện này tham ô phạm pháp, phóng thích hung thủ, thiên lý bất dung. Xin đại nhân chỉ tội tên cẩu quan này. Ông suy nghĩ kỹ đi. Người đâu? Sư phụ hay lắm. Đại nhân. Đáng đời nhà ngươi. Sư phụ, thầy nghĩ là mình còn kịp lên kinh thành không? Ta có tính rồi, trước ngày giáng cấu thì chắc chắn sẽ tới. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta đi 6 tiếng, đi nhanh một chút chắc chắn kịp. 6 tiếng lận hả? Chạy xa hả? Chạy xa thì đi về đi. Không phải sư phụ, con đi. Ê, ta đi đi. Tống tiên sinh, rốt cuộc tôi đuổi kịp hai người rồi. Lý cô nương, có chuyện gì hả? Tống tiên sinh, nghe cả hai chữ đa tạ, tôi còn chưa kịp nói với hai người thì cả hai đã đi rồi. Ê, hết cách rồi, chúng tôi phải tới kịp kinh thành để giải quyết công việc. Tống tiên sinh, sự việc lần này... Được rồi, tôi sợ nhất là cảnh tượng này đó. Cô đừng nói cái gì hết nha, chúng tôi phải lên đường gấp đây. Hả? Cô cứ việc từ từ, cẩn thận chút đó. Thượng lộ bình an. Được rồi. Tống tiên sinh, thượng lộ bình an. Vậy thôi. Hai tấm không đủ thì 4 tấm. Tống tiên sinh, xin nhận của Tam Nương một lại.
kinh thành. Kỷ tiên sinh, tôi sinh được 4 đứa con trai. Nhờ vào cái gì chứ? Chính là nhờ nó đó, ba Kích Dương. Đừng khóc, qua cả cảm đi. Được rồi. Cái loại ba Kích Dương này á, cho dù gặp được nhưng có ngàn vàng cũng khó có được. Hôm nay coi như Kỷ tiên sinh người đã gặp may rồi đó. Tốt. Vậy đồ chơi này ta lấy nha, bao nhiêu ngân lượng? Tôi làm sao dám lấy của ông. Tôi chỉ muốn lấy một vật của ông thôi. Đó là tờ cáo trạng của ông. Ta cũng đã lâu không kiện tụng rồi. Tục ngữ có câu: sống không vào quan môn, chết không vào địa ngục. Nếu không phải tới bước có quan hệ với sống chết á, ta cũng không đụng tới chuyện này nữa đâu. Ai ai cũng nói Bác Trạng Dương khó mời, tôi biết chứ. Nếu không thì hôm nay tôi đâu có ngu đem ba Kích Dương quý giá cất giữ bao năm tặng cho ông chứ. Ông chủ à, đồ chơi này đáng giá bao nhiêu tiền đây? Ông ra giá đi, ta sẽ trả bấy nhiêu cho ông. Chúng ta sòng phẳng với nhau, giao tình vẫn còn đó. Nè Kỷ tiên sinh, tôi không cần ngân lượng. Tôi chỉ muốn ông giúp tôi thừa kiện mà thôi. Đó là nha môn chứ không phải Túy Hồng Lâu. Không phải muốn vô thì vô được dễ dàng đâu nha. Không cần biết. Cái tên khốn kiếp kia, hắn nói xấu sau lưng của tôi, nên tôi muốn thưa cho hắn chết luôn mới chịu. Vô. Chúng ta đi. Dưới gối không trai, ngày nào cũng nghĩ tới già không có con trai. Nỗi lòng này tôi hiểu rõ nhất đó. Dạ ơi, Kỷ tiên sinh, đi thôi. Kỷ tiên sinh, ông kiếm bài thuốc bí truyền này bao nhiêu năm qua? Không phải 10 năm cũng 8 năm rồi đúng không? Ba Kích Dương ơi, ba Kích Dương, Kỷ tiên sinh không cần ngươi. Vậy bây giờ thì ta chỉ còn cách nuốt ngươi vào bụng, sinh thêm một đứa con trai nữa thôi. Thôi chị với chị cáo trạng, không lên công đường đâu. Kỷ tiên sinh rồi. Ý trời ơi, đưa ba Kích Dương đây. Được, ba Kích Dương đâu? Đây. Đưa đi thôi. Đã xà phải đã bẫy tất, ra tay phải trúng chỗ hiểm. Đã thấy chưa, Bác Trạng Dương khó mời như vậy mà ta cũng mời được đó. Hả? Nhẫn Tụng Ca, giấy cáo trạng của ta đâu? Giết gì nhận đồ thì cứ nhận, người cũng an nhiên, mình cũng an nhiên. Nghe người thứ bảy tới nha môn, cáo cũng cần tiền, tốt cũng cần tiền. Nhà sai sai dù tiền, dù cầm cáo trạng, nhốt cũng cần tiền, thả cũng cần tiền. Đi tới châu quỳ nha môn một vòng lẫn quẩn, đi cũng cần tiền, ngủ cũng cần tiền. Nhờ người làm chứng mỗi ngày ba bữa, trà cũng cần tiền, khói cũng cần tiền. Ba tên nhà sai thì khó nói nhất, xét hỏi cũng cần tiền, quà giải cũng cần tiền. Cha, chuyện gì vậy? Hả? Dạ đó, trống rỗng.
Thiệt là tức chết. Tiệm lớn mà gạt khách, tiệm lâu năm như vậy mà cũng bán thuốc giả được. Đợi một lát. Xin hỏi có phải Kỷ tiên sinh không? Ông là Kỷ Học Lễ tiên sinh sao? Đúng rồi, xin hỏi cô nương là... Tôi... Cô muốn thư kiện sao? Hả? À, phải đó. Nói cho cô ấy biết, ta không nhận thư kiện. Đi. Kỷ tiên sinh. Qua đây, qua đây, qua đây. Nói rõ với cô ta chưa? Đã nói rõ rồi. Được, đi thôi. Theo cha đi kiếm bài thuốc bí truyền. Hả? Lại đi tìm nữa sao? Con nói rồi, con đã nói rõ ràng rồi. Kỷ tiên sinh. Ta không thưa kiện giùm cô đâu. Cô về đi. Ngọc cô ấy. Nhẫn Tùng ca. Đọc. Việc gì nhịn được thì cứ nhịn. Người cũng an nhiên, mình cũng an nhiên. Nghe người số 7 tới nha môn, cáo cũng cần tiền, tố cũng cần tiền. Nha sai vừa cầm tiền vừa cầm cáo trạng, nhốt cũng cần tiền, thả cũng cần tiền. Đi tới châu huyện nha môn một vòng lẫn quẩn, đi cũng cần tiền, ngủ cũng cần tiền, nhờ người làm chứng mỗi ngày 3 bữa. Lão gia, vào đi. Lão gia, cô nương ngoài cửa nhà của Kỷ lão đầu thế nào rồi? Vẫn còn đang quỳ. Nhìn dáng cô ta hình như có quan tình rất lớn đó. Tốt, quá tốt rồi. Đợi cô ta chịu không nổi nữa, ta sẽ nhân cơ hội này đảo ngược tình thế vụ kiện của ông ta. Tiếp tục canh chừng, đừng để cô ta đi rồi. Dạ. Nói gì với cô ta? Dạ, cô ấy rất là tội nghiệp. Chả biết con đã bày ra chuyện này mà. Cha, cha hãy giúp cô ấy đi. Con đã hứa với cô ấy sẽ thuyết phục được cha. Cô ấy đáng thương lắm đó. Nhiều chuyện. Cha, con biết cha ghét kiện cáo, nhưng dù sao cũng có ngoại lệ mà. Đợi cô ta tỉnh dậy nghỉ ngơi xong rồi thì đưa cô ta về. Ê, cha ơi. Cha, cha nghe con nói đi mà. Cô ấy thật sự rất đáng thương đó. 16 tuổi cô ấy đã gả vào Lưu gia. Cô ấy tên là Như Ngọc. Đón dâu.
Nhưng mà lúc đó tương lai của cô ấy là một người sắp sửa chết. Cha tướng công của cô ấy biết con trai của mình đang bệnh nặng, nhưng mà vẫn kiên trì kêu họ bái đường, nói là để sung hỉ. Nhưng mà người bái đường với Như Ngọc là con trai nhỏ Lưu Tiểu Thúc. Đầu Nhi, Đầu Nhi. Chính là ngươi, sao chổi nhà ngươi đã hại chết con trai ta. Ngươi chính là sao chổi, ngươi là sao tan môn. Tại sao ngươi lại hại chết con trai ta, hả? Tại sao? Bắt đầu từ đó, cha chồng của cô ấy không coi cô ấy là người, vừa đánh vừa chửi, lúc tỉnh cũng đánh, lúc say rượu cũng đánh. Cái thứ sao tan môn kia hại chết con trai ta, ta bắt ngươi phải đền mạng. Cô ấy sống không bằng chết, trong cái địa ngục này cũng khoảng gần một năm. Cô ấy không cách nào chịu đựng nổi, cô ấy chỉ muốn rời khỏi khổ ải, đòi chuộc lại tự do. Nhưng tướng công và em tướng công của cô ấy, từ lúc biết được cô ấy có cách nghĩ này thì bọn họ đánh chết ngươi, cái con nhà đầu thúi này. Chết đi. Cô ấy chỉ biết tới nha môn kiện cáo để nha môn trả lại sự công bằng và sự tự do cho cô ấy. Cha ơi, cha nghĩ thử coi, cô ấy chỉ mới 19 tuổi, còn trẻ như vậy, cô ấy có yêu cầu như vậy cũng không quá đáng. Nếu như cô ấy không phải Như Ngọc mà là con gái ruột của cha, cha có nhẫn tâm nhìn con sống như vậy suốt đời hay không? Kỵ tiên sinh, giang sinh ông hãy cứu tôi. Như Ngọc cô nương, hoàn cảnh của cô rất đáng được đồng tình. Kẻ kiện tụng cũng tiêu tùng. Cô có biết nha môn là cửa gì không? Là cửa dao cạo. Con dao cạo này vô cũng cạo hay ra cũng cạo. Trên dưới nha môn người nào cũng tham lam cả. Thưa kiện thì phải tốn rất nhiều tiền, cô có lo nổi không? Nó không những khiến cô tan gia bại sản, mà còn khiến cho cô nợ nần ngập đầu nữa. Cô trả suốt đời cũng trả không nổi đâu. Nhưng mà... Nè, cô đừng kích động. Như Ngọc cô nương, vụ kiện này cô không thắng nổi. Cô thua là thua, cô thắng rồi cũng là thua. Trinh tiết nữ nhân là rất quan trọng. Cho dù cô có thắng vụ kiện này rồi thì cũng sẽ bị mang tiếng cả đời là một ác phụ thôi. Nếu cô muốn về nhà mẹ tái giá, chuyện này không thể nào. Cô đã chủ định là phải sống cô độc suốt cuộc đời này. Vậy đâu cũng là con được chết. Tôi phải làm sao đây? Chỉ có một con đường. Nhịn. Nhịn tới khi cha chồng cô hết giận thì chuyện này tự nhiên sẽ giải quyết xong. Giờ cô ấy sống một ngày như một năm, làm sao mà nhịn chứ? Im miệng. Ta đã lăn lộn ở trong nha môn tính ra cũng rất nhiều năm rồi. Chuyện gì cũng nhìn thấu. Nếu không ta cũng không khuyên cô những lời này đâu. Vô U cô nương, cô không cần tiễn tôi nữa. Vậy được, cô bảo trọng nha. Ừ. Cô phải cẩn thận đó. Nè, vị cô nương này, vị cô nương này, cho hỏi cô muốn thư kiện phải không? Như Ngọc cô nương, vụ kiện này cô không thắng nổi. Cô thua là thua, cô thắng rồi cũng là thua. Trinh tiết nữ nhân là rất quan trọng. Cho dù cô có thắng vụ kiện này rồi thì cũng sẽ bị mang tiếng cả đời là một ác phụ thôi. Ê nè, vị cô nương này, vị cô nương này, cũng muốn đi kiện có phải không?
Tống tiên sinh nhà tôi là một người tốt, chắc chắn sẽ giúp được cô. Tống tiên sinh là Nam Trạng Dương Tống Thế Kiệt tiên sinh sao? Tống Thế Kiệt là cái thá gì? Tống tiên sinh nhà tôi là Tống Thiên Lý, uy danh lừng lẫy, giai vế cao hơn Tống Thế Kiệt rất nhiều. Thật sao? Đương nhiên là thật rồi. Đây, xin mời vào. Đệ nhất thiên hạ tụng sư. Tôi để ý cô lâu rồi. Cô quỳ trước cổng nhà Kỷ lão đầu đó, thật sự đáng thương. Tôi thấy cảnh đó thật sự rất buồn. Hôm nay tôi không kềm được nữa nên mới tới để giúp cô. Kỷ lão đầu đó thật sự không phải là con người. Đại ca, đa tạ huynh nhiều. À, lão gia. Ai đó? Ta đang bận viết cáo trạng giải quan cho dân. Đi mau đi, đừng có làm phiền ta. Lão gia, có quan tình đó. Cái gì? Ai đang bị quan? Nè, cô mau nói đi. Tống tiên sinh, xin ngài hãy cứu tôi. Được, được, được. Cho dù cô có quan tình gì, chỉ cần Tống Thiên Lý này còn, ta nhất định sẽ giúp cô báo thù giải quan. Nè, đứng dậy. Cha, con đã quyết định rồi. Cha không gặp mặt giúp Như Ngọc cô nương thì con đi. Con muốn đi, con thật sự muốn đi à? Đúng vậy, cha đừng ngăn cản con. Được, con muốn đi thì đi đi. Cha. Đi rồi thì đừng có về đây nữa. Cha à? Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Ra ngoài đi. Luật lệ nhà Thanh. Ây, khó đi, khó. Ây. Quả phụ nếu muốn cải giá, cần được bên chồng chấp nhận chủ hôn. Nếu bên nhà mẹ kéo tới gây rối, phạt 80 trượng. Ây. Hèn gì Kỷ lão đầu không nhận vụ này. Ông ta sợ thua vụ kiện này sẽ làm hỏng mất danh tiếng của mình. Tống tiên sinh, xin ngài hãy cứu tôi. Tống tiên sinh, Như Ngọc cô nương tội nghiệp như vậy, xin ngài giúp cô ấy. Nói tới cách thì không phải là không có. Tống tiên sinh, cha chồng cô tuy không chấp nhận cô, nhưng mà theo luật lệ nhà Thanh, người vợ đã gả vào rồi, nếu muốn tái giá thì cha mẹ chồng phải là người quyết định. Cho dù là cha mẹ ruột cũng không được quản. Cho nên có nói luật lệ đạo lý với họ cũng hoàn toàn vô ích. Hiện giờ chỉ còn một cách thôi, đó là phải mua chuộc đám nha môn, để họ biến chuyện vô lý thành chuyện có lý. Có vậy cô mới có cơ hội có được tự do. Như Ngọc cô nương, ta có thể giúp cho cô hoàn toàn miễn phí, nhưng mà cô vẫn dùng một ít tiền. Nếu vậy cần phải tốn bao nhiêu tiền? Để ta nghĩ xem. Trong nhà môn có môn đinh, nhà sai. Môn đinh cũng cần tiền hả? Đương nhiên là cần. Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ mới khó xử. Đám môn đinh chính là yết hầu ngoài của nhà môn. Khi cô đưa cáo trạng cho họ, họ có quyền không cho cô vào. Có khi cô được vào rồi, nhưng mà họ lại ném cáo trạng sang một bên, bắt cô phải chờ 5 bữa nửa tháng. Rồi sau đó lại nói với cô cáo trạng bị mất rồi. Có phải cô lại phải đi viết lại không? Cứ như vậy liên tục chơi chiêu này với cô, vậy thì cô có kiện 1 năm cũng không thể kiện được. Ê, sao đây hả? Không đã bỏ ra khoản tiền này sao? Nếu vậy thì... Không phải, tôi trả. Tôi trả. Là
lão gia đã về rồi. À, sao chỗ đó đâu? Ngươi biết rõ hôm nay ta sẽ về, tại sao không ra ngoài đón ta? Ngươi làm như vậy sao có thể là con dâu của nhà họ Lưu? Không biết phép tắc, bất phân lớn nhỏ, bất phân tôn ti, ngươi đúng là quá khốn kiếp. Hôm nay ta phải dạy dỗ ngươi một trận nên thân. Lão gia, đừng mà. Tiểu nhân, tiểu đừng nhân mà. Lão gia, tiểu nhân, đừng mà. Tổ tổ, có đau không? Tiểu thúc, đừng làm vậy. Đừng, đừng ép ta, đừng qua đây. Lão nhị, con ra liền. Tổ tổ, bảo trọng thân thể. Sinh, tiền mà ngài cần đều ở đây, xin ngài mau chóng giúp tôi thưa kiện. Tốt, số tiền này ta sẽ tạm nhận giùm cô. Vụ kiện khi nào mới bắt đầu được vậy? Ngày mai có được không? Cái nhà đó tôi không thể ở thêm một ngày nào nữa. Bây giờ vẫn chưa được. Tại sao vậy? Bởi vì tiền này vẫn chưa đủ. Cái gì? Không phải đã nói rõ rồi sao? À, là do ta tính nhầm. Hôm qua lúc ta tính toán số người đã tính thiếu một người. Là ai? Sư gia. Sư gia là quân sư Mộ Liêu của nhà môn, hiểu rất rõ về luật lệ nhà Thanh. Tất cả quy tắc trên công đường họ hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Cho nên mọi sự vụ lớn nhỏ trong nha môn, bao gồm án này phải thẩm ra sao, sau khi thẩm án xong làm sao để không bị cấp trên phản bác, chuyện này quan phủ cũng không dám chắc, mà cần có cái gật đầu của sư gia. Nếu như môn đinh là yết hầu ngoài của nha môn, vậy thì sư gia chính là yết hầu trong của nha môn. Vậy cần phải thêm bao nhiêu tiền? Nhớ đó, ngày mai mang tiền tới đây. Tống Thiên Lý làm chuyện xấu nữa hả? Nhưng Ngọc cô nương, Tống Thiên Lý nói là muốn kiện giúp cô đúng không? Cô đừng có tin hắn, hắn là tên khốn, hắn lừa cô đó. Chuyện của tôi không liên quan nhà họ Kỷ cô. Trời ơi, Tống Thiên Lý không phải là con người, cô đừng có tin hắn. Xin lỗi mà cô. Tôi phải đi rồi. Âm dương hòa hợp đại bổ thang thật sự rất tốt. Cha, cha, không xong rồi cha. Nhưng Ngọc cô nương bị Tống Thiên Lý lừa gạt rồi. Cha hãy mau cứu cô ấy đi. Đây là chuyện tốt mà. Cô ta gặp phải bài học như vậy á thì sẽ không đi kiện tụng lung tung nữa. Nè, bài học này sẽ đi theo cả đời, cũng coi như là trong họa có phúc. Kì... đó. Cha, cha máu lạnh quá rồi đó. Nói cái gì hả? Không biết lớn nhỏ. Mẹ, mẹ về rồi hả? Mẹ ơi, mẹ đã về rồi, tốt quá rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Nè, lão già. À, phu nhân, bà về rồi à? Phải, tôi về rồi đây. Tốt, tốt lắm phu nhân à. Bà tới đây sớm, không bằng tới đúng lúc. Bà coi nè, đây âm dương hòa hợp đại bổ thang của ta được sắc ra theo phương thuốc ở trong cuốn cổ thư này.
trong quyển cổ thư này nói á, bà một chén, ta một chén, ta một chén, bà một chén, âm dương tương hỗ, nhất định sẽ sinh được con trai. Vậy sao? Tôi nghĩ tôi không nên uống thuốc này, để tránh sinh ra một đứa con trai nó lại giống hệt cha của nó, không có lòng nhân nghĩa, còn dạy cho nó hư nữa. Phu nhân à, trước giờ bà cũng đâu phải là không biết nỗi khổ của ta. Ta cũng chỉ là khuyên người ta đừng có đi kiện thôi mà. Nhẫn nhịn thì cũng có mức độ thôi. Như trường hợp của Như Ngọc cô nương, dù cô ấy không cầu xin ông thì ông cũng phải giúp chứ. Con lại nói bậy bạ gì với mẹ con rồi. Không liên quan gì tới nó. Ta hỏi ông một câu, ông có giúp Như Ngọc cô nương không? Không giúp. Được, vậy ta không ép ông, nhưng ông đừng mong ta uống âm dương hòa hợp đại bổ thang. Phu nhân à, kể từ hôm nay ta sẽ ngủ riêng, ông cứ ngủ trong phòng đi. Nói cái gì? Ngủ riêng sao? Trời ơi, vậy quá tốt rồi. Có cờ có rượu sao lại không vui? Vô ưu à, mẹ thấy con đừng xuất giá nữa. Lỡ như con xuất giá rồi lại bị nhà chồng ức hiếp, cha con cũng sẽ không giúp cho con đâu. Có mẹ của nó rồi, con cần gì tới ta nữa chứ? Cũng hết cách rồi, ai kêu mẹ gả cho một con rùa rụt cổ chứ. Đại trưởng phu có thứ làm được, có thứ không làm được, đạo lý đơn giản như vậy mà. Còn nói đạo lý nữa hả? Không phải đạo lý lớn mà rất đơn giản. Một đạo lý nhỏ rất đơn giản. Một đạo lý mà ngay cả trẻ con cũng hiểu. Ông thì chỉ có một đạo lý thôi, đó là trọng nam khinh nữ. Nếu như ta trọng nam khinh nữ, vậy thì người ngủ ở trong phòng của khách lúc này không biết sẽ là ai nữa đó. Được thôi, ta hỏi ông, nếu như Như Ngọc cô nương là một nam nhân thì ông có giúp đỡ không? Tự nhiên ta không giúp rồi. Vậy sao? Phải thử nghĩ đi. Như Ngọc cô nương á, nếu như là một nam nhân, vậy người ức hiếp cô ấy sẽ là một nữ nhân. Nếu ta ra tay dạy dỗ nữ nhân này á, thì lúc đó bà lại nói là ta ức hiếp nữ nhân yếu đuối. Vậy thì cuối cùng ta vẫn là người trọng nam khinh nữ, cho nên ta đương nhiên không giúp rồi. Giảo biện. Đâu có bằng miệng lưỡi sắt đá của phu nhân chứ. Mẹ ơi. Miệng lưỡi sắt đá là sao? Ý của ông là sao hả? Nói tôi hung dữ hả? Chữ tôi không biết điều chứ gì? Ông nói đi, sao ông không trả lời? Mẹ ơi đừng gây nữa mà. Đừng gây sao? Hôm nay mẹ muốn ông ta nói cho rõ ràng. Hả? Sao hả? Ông muốn động thủ phải không? Tôi không sợ ông đâu. Cái phòng ngủ của chính mình không được ngủ, ra tới phòng nhỏ rồi cũng không có ngủ được, vậy thì chỉ còn ngủ trong phòng khách thôi. Mẹ nè, đừng gây nữa mà. Mẹ đừng gây nữa. Thôi mà. Đi đây, ra phòng khách ngủ đây. Nè ông. Ê, trời ơi đủ rồi. Trời ơi mẹ ơi đừng có gây nữa. Cũng là tại con hết. Không liên quan con. Lý nào lại như vậy? Ta sẽ bắt ông ấy phải khuất phục. Tống tiên sinh, xin lỗi ngài. Tiền lấy được tôi lấy hết rồi. Giờ tôi chẳng còn lại một văn tiền nào hết. Hôm trước ngài nói sư gia cần tiền, hôm nay lại nói đám thư lại cũng cần tiền. Vì để theo vụ kiện này, tôi đã đi vay mượn khắp nơi, bán hết tất cả tài sản rồi. Tôi thật sự hết cách rồi. Tống tiên sinh, có thể giúp tôi nghĩ cách được không? Được. Đa tạ Tống tiên sinh. Bỏ vụ kiện này đi là xong rồi. Tiễn khách. Người đâu? Tống tiên sinh. Tống tiên sinh, không thể đối xử với tôi như vậy. Ngài nhận tiền rồi thì phải nghĩ cách giúp tôi. Khoan chứ đã. Cô nói cái gì? Ai đã lấy tiền của cô chứ? Có bằng chứng gì không? Ta cho cô biết, cô mà còn ăn nói lung tung nữa, ta sẽ ra nha môn kiện cô đó. Kiện cô vu khống, sỉ nhục người khác, kiện chết cô luôn. Ông không phải con người. Lôi ra ngoài đi. Dạ, dạ, đi, đi. Đâu bỏ tôi ra. Đi, họ lên. Họ Tống kia. Ông. Đi, họ cút đi. Trả tiền cho tôi. Họ Tống kia. Mở cửa. Mở cửa mau. Họ Tống kia. Ông là tên khốn kiếp mà. Mau trả tiền lại cho tôi. Mau trả tiền lại cho tôi.
Xách nước rửa mặt. Chút chuyện nhỏ này không thể làm khó ta được. Đi mau, đi mau. Ủa, phu nhân. Đem tất cả mọi thứ bỏ hết cho ta. Dạ. Mau lên đi. Mau lên. Cấm đụng vào, cấm đụng vào. Ai kêu dừng lại vậy chứ? Dọn. Cấm đụng vào, không ai được đụng vào. Bỏ xuống bao. Ra ngoài, ra ngoài hết. Ra ngoài. Phu nhân à, gia hòa vạn sự hưng đó. Trò đùa của bà đã đi quá xa rồi. Tôi mặc kệ, tôi muốn ông giúp. Chuyện kiện cáo không phải là trò đùa. Bà đâu phải là không biết. Tôi biết chứ, nhưng tôi vẫn muốn ông giúp. Nhưng mà bà không thể ép người khác như vậy được. Ông tiếc số bảo bối này lắm, có đúng vậy không? Cái này tất cả chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ta lo là lo cho cái nhà này nè. Nhảm nhí. Trời ơi phu nhân à, nhà là của chúng ta mà. Chỉ vì cái cô Như Ngọc đó mà khiến cho cái nhà không được yên có đáng không? Người khiến cái nhà này không yên là ông chứ đâu phải tôi. Trời ơi phu nhân à, vụ kiện này không thể theo được. Bà nghe ta nói đi, đó là gì? Tôi không nghe ông nói lương lẹo. Bà còn chưa nghe ta nói mà. Sao đã mở miệng kêu ta nói lương lẹo là sao? Tôi không nghe, các ông là tụng sư mà, sẽ luôn biết cách lương trời lẹo ơi. Chỉ có nữ tử và tiểu nhân. Ông nói cái gì phu chứ? Phu nhân à, bà không thể vô lý như vậy được. Tôi chính là người vô lý đó. Dọn. Dừng lại. Dừng lại hết cho ta. Phu nhân, bà đừng có làm khó bọn họ nữa. Cũng đừng có làm khó ta nữa. Tôi vẫn cứ câu nói đó. Tôi muốn ông giúp cô ấy. Bà thật sự muốn ta giúp sao? Đúng vậy đó. Được, là bà nói đó nghe. Là phu nhân đã mở miệng nói đó. Nói ta giúp cô ta. Đúng vậy. Được, hứa với bà ta sẽ giúp. Cứ cứng đầu. Phải để cho ta dạy cho một bài học thì mới chịu biết điều. Tí Tiên Lâu. Mời. Mời. Vị này là Lưu Huynh, vị này là Kỷ Học Lễ Kỷ Tiên Sinh. Hai vị cứ từ từ trò chuyện, ta sẽ chờ bên ngoài. Được. Bác Trạng Dương Kỷ Học Lễ, nghe danh đã lâu, nay mới được gặp. Thật kinh. khách sáo quá rồi. Mời ngồi. Được. Kỳ gia các ngài đúng là bao đời nhân tài. Vào thời Càn Long gia, Kỷ Hiểu Lam, Kỷ Tẩu Thuốc nổi danh kinh thành, là tài tử đứng đầu triều Thanh ta. Tới đời của ngài đây, lại xuất hiện một vị Trạng Dương nổi danh khắp thiên hạ, đúng là đáng ngưỡng mộ thật. Quá khen rồi. Ta từ lâu đã muốn làm quen ngài, đáng tiếc không có ai giới thiệu hết. Hôm nay nghe Hoàng Huynh nói ngài muốn gặp ta, cho nên ta liền tới đây. Kỷ tiên sinh, nghe Hoàng Huynh nói ngài tìm ta có chuyện. Phải, vì có một chút chuyện nhỏ này thôi. Là chuyện gì ngài cứ nói, chỉ cần chuyện ta làm được chắc chắn ta sẽ cố hết sức. Thì chuyện này chính là như vậy. Ông nói cái gì? Ông nói lại nghe coi. Phu nhân à, đừng có lớn tiếng như vậy có được không? Đừng có để cho hạ nhân nghe thấy chuyện này mà. Kỷ tiên sinh, nếu không phải do Hoàng Huynh mai mối thì chuyện này đâu cần phải bàn nữa. Ở khắp trốn kinh thành này có bao nhiêu nữ nhân tốt, tại sao ngài cứ phải chọn cô ta chứ? Phu nhân của ta ngài cũng đã biết rồi, nên ta không tiện khui chiên giống trống đi tìm người nào khác. Vừa hay nghe Hoàng Huynh kể về chuyện của Như Ngọc cô nương, ta đột nhiên lại cảm thấy động lòng. Ba điều bất hiếu, vô hậu đứng đầu. Lưu Huynh à, ta nói vậy chắc là Huynh hiểu rồi chứ? Nhưng mà Như Ngọc này là một kẻ không may mắn, là một ngôi sao chổi. Chuyện này ta cũng nghe nói rồi. Nếu ngài rước cô ta về, e là sẽ gặp phải quả sát thân. Thầy tướng nói ta sống dài lắm, không sợ. Không được, tôi không đồng ý. Phu nhân à, Ta đâu phải là thật sự lấy cô ấy đâu, mà ta chỉ là cho cô ấy một danh phận tiểu thiếp thôi. Vài ngày sau ta sẽ lập tức thôi cô ấy, cho cô ấy âm thầm về nhà mẹ. Tôi biết rồi,
Ông chê tôi không sinh con trai nên từ lâu đã có ý này, có đúng vậy không? Ta không có ý đó mà phu nhân. Ta thật sự muốn giúp cho cô ấy. Phu nhân có biết là ta tốn bao nhiêu công sức mới nghĩ ra kế này hay không? Ông thôi đi. Tôi kêu ông đi kiện, ông lại đòi rước người tôi về. Ông tính gạt ai? Phu nhân à, ta đã hỏi ý của bà rất rõ ràng rồi. Có phải muốn giúp hay không? Bà nói muốn. Nếu như bà không đồng ý làm sao ta dám làm? Bà chịu rồi thì ta mới làm như vậy chứ. Ta cũng là vì muốn giúp cô ấy thôi. Cha làm vậy chỉ là lợi dụng cơ hội. Mẹ chỉ nói cha đi kiện giúp cô ấy thôi. Cha phải hiểu rõ chứ. Ta đã nói với mẹ con là không thể kiện vụ này. Chiêu này chính là chiêu cuối cùng, cách giải quyết cuối cùng. Tôi mặc kệ có phải cách cuối hay không, chỉ một câu thôi, tôi không đồng ý. Vậy thì làm sao mà được chứ. Đây là xin lễ, làm phiền Lưu lão huynh thu nhận giúp ta đi. Hả? Nhanh vậy sao? Mấy chuyện giống như vậy, cần phải nhanh không được chậm, phải sớm không được trễ. Tính cách của phu nhân ta thật sự rất là phiền phức, phải tranh thủ lúc bà ấy về nhà mẹ. Quỳnh coi đó, Quỳnh coi, ta bây giờ đã từng tuổi này rồi. Nếu muốn có hương quả thì phải càng nhanh càng tốt rồi. Ta đã đưa xin lễ rồi đó, không thể không lấy cô ấy. Nếu như để chậm sợ sẽ xảy ra chuyện đó. Ông định khi nào rước cô ấy về đây? À, rước cô ấy về sớm ngày nào cô ấy bớt chịu khổ ngày đó. Cho nên theo như ta tính thì ngày mai rước cô ấy về luôn đi. Cha, kìa mẹ, mẹ ơi. Phu nhân à, bà đừng làm gì đi phu nhân. Đi theo ta. Đi đâu vậy? Trời ơi phu nhân à, bà đừng làm vậy có được hay không? Này nè, bà định làm cái gì vậy? Bà định làm gì vậy phu nhân? Chỉ học lễ, ta nói cho ông biết. Ông mà không cảnh tỉnh nói tiếng xin lỗi ta thì đừng hòng ra ngoài nghe chưa. Trời ơi. Trời ơi. Phu nhân à, trời ơi phu nhân à, sao bà lại không tin tưởng ta vậy phu nhân hả? Để ta coi ông chạy được đi đâu. Trời đất ơi phu nhân à, nếu như ta mà muốn lấy tiểu thiếp á thì ta đã lấy từ lâu rồi, lấy từ lâu rồi mà, việc gì phải đợi tới hôm nay. Phu nhân à, bà đã từng tuổi này rồi mà còn học đòi ghen với người ta hay sao? Khó coi lắm đó nha. Lý nào lại như vậy? Lý nào lại như vậy? Nghe lệnh của ta, kể từ hôm nay không được cho lão gia ăn cơm, cũng không cho ông ta uống nước, nghe rõ chưa? Dạ. Nhất định phải cho ông ta khấu đầu xin lỗi ta. Mẹ ơi, con không nhịn nổi nữa. Con không nhịn nổi cái gì? Con phải ra tay. Ra tay? Ra tay gì chứ? Con sẽ theo vụ kiện. Theo vụ kiện? Bụng mình xẹp lép rồi. Đói bụng quá trời. Ta muốn ăn cơm rồi. Ây da. Phu nhân à, phu nhân, thả ta ra đi mà. Không thả ta ra thì cũng phải cho ta ăn chứ, đói chết đi được. Bụng ta xẹp lép rồi nè. Bộ bà không thương phu quân của bà hay sao vậy? Có được không? Không được là ta đập đồ đó. Có được không? Không cho ta ăn cơm á, ta sẽ đập đồ. Ta đập cái giò nè. Có được không? Trả lời mau. Có được không? Không được là ta đập đó. Ta đập thật đó nha. Sao không ai quan tâm? Mình sẽ phá cửa sổ rồi lén chui ra ngoài. Không trốn được. Trốn thì sẽ bị phu nhân đánh đó. Phu nhân à, ta nghe lời rồi, ta sẽ không đi lấy tiểu thiếp nữa đâu. Mau thả ta ra đi. Ta không có ý đó nữa đâu phu nhân. Phủ Thuận Thiên.
Đại nhân, dân nữ có quan muốn báo. Trời ơi, phu nhân à, ta đói sắp chết rồi đây nè. Cho ta ăn cái gì đó đi chứ, bụng của ta xẹp lép rồi nè. Phu nhân à. Ê, 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 bên ngoài ồn ào cái gì vậy hả? Lão già kia, ông đã nhận lỗi chưa? Phu nhân à, bà đi nhốt ta vào trong cái kho củi này, không cho ta ăn, không cho ta uống. Ta đang đói muốn chết, ta khát muốn chết đây nè. Bà tha cho ta đi mà, tha cho ta đi. Ông đừng có hồng, ông chưa chịu nhận sai, ta sẽ không tha cho ông đâu. Không sai, không sai, không sai, không sai, không sai, ta hoàn toàn không có sai. Được, gõ tiếp đi, gõ cho tới khi trời sáng, để coi nấm xương già này cầm cự được bao lâu. Trời ơi. Dạ. Tôi chết rồi. Lão già ơi, có chuyện rồi. Tôi đừng gõ nữa, đừng gõ nữa. Lão già ơi, lão già, lão già. Ủa phu nhân, thông suốt rồi, chịu thả ta rồi hả? Có chuyện lớn rồi. Hả? Cái gì? Có chuyện lớn gì chứ? Mau đi. Ơi, làm sao đây, làm sao đây? Ôi trời ơi, làm sao đây? Ôi trời ơi. Phu nhân bà bình tĩnh đã, có chuyện gì bà nói cho ta nghe coi. Ôi trời ơi, bây giờ phải làm sao đây? Bà ngồi xuống đi đã, ngồi xuống đi rồi nói, mau lên đi, ngồi xuống đi. Nhưng mà tôi không biết phải nói từ đâu nữa. Cho dù không biết nói từ đâu thì bà cũng phải nói ra chứ. Hôm qua lúc ông ở kho củi, vô ưu nó... Vô ưu nó làm sao hả? Vô ưu nó đã đi kiện giúp Như Ngọc hả? Rồi. Thật sao? Chết rồi. Không ngờ tên cổ quan đó không cho kiện. Hắn đương nhiên là không cho rồi. Lần này hay rồi đó. Như Ngọc đã vừa bị đánh vừa bị phạt rồi. Hả? Làm sao mà ông biết được? Hả sao trỗi này? Cha chồng của Như Ngọc sau khi biết cô ấy đã đi kiện, đã nổi trận lôi đình, y như phát điên vậy. Sao mà lại dám đi báo quan? Cô làm phản đúng không? Đánh chết người, chết đi, đánh chết người. Trước đây ta đã nói bao nhiêu lần rồi, vụ kiện này không thể nào theo được. Ta chính là vì sợ chuyện này. Cái tình khốn họ Lưu đó, ta biết rõ ông ta đang muốn cái gì mà. Hắn đang muốn giấu chuyện xấu trong nhà, chuyện xấu không thể lộ ra ngoài được. Giờ thì hay rồi, con dâu chạy lên tới công đường rồi. Vậy thì làng trên xóm dưới á, ai cũng biết hết. Như Ngọc sau này khó mà được sống yên ổn, các người lại gây rối ngay vào lúc này. Lần này á, Như Ngọc cô nương khó lòng mà được yên ổn kẻ giá rồi. Bà nghĩ đi, ai mà dám lấy một cô con dâu từng đi kiện nhà chồng chứ? Tại ông không chịu nói sớm. Trời ơi, ta muốn nói nhưng bà đâu có cho ta nói. Bây giờ hết cách rồi. Sự việc tới nước này á, cũng đành phải kết thúc như vậy thôi à. Lão già. Làm sao? Vẫn còn một chuyện nữa. Hả? Đừng hù ta nha. Nói đi. Ông đừng có la tôi nha. Nói đi, mau nói đi phu nhân. Ừ.
Tẩu tẩu, ta tới để thăm tẩu đây. Tẩu nên đi theo ta, sau này ta sẽ chăm sóc tẩu, tẩu không cần phải sợ nữa. Hả? Thả ta ra. Thả ta ra. Thật không ngờ một tờ cáo trạng lên nha môn lại mất một mạng người. Còn nữa không? Lại còn chuyện gì nữa? Sau khi chuyện xảy ra thì Lưu lão gia đó đã tìm Tống Thiên Lý muốn viết cáo trạng để kiện Như Ngọc cô nương. Tên Tống Thiên Lý tán tận lương tâm đó lại vu khống Như Ngọc cô nương tội đã thông gian. Như Ngọc cô nương vì muốn bảo vệ giang phu nên đã giết tiểu thúc phạm tội mưu sát. Như Ngọc cô nương thật sự là mạng khổ mà. Còn nữa? Lại còn chuyện gì nữa? Vô ưu nhà ta. Vô ưu bị làm sao? Tên Tống Thiên Lý đó không những kiện Như Ngọc cô nương mà còn vu khống cả vô ưu, nói nó bao che kẻ gian. Bây giờ nó đã bị bắt tới nhà môn chuẩn bị thẩm vấn rồi. Lão già, ông phải mau chóng cứu nó ra. Nè, lão già, mau gọi đại phu, mau gọi đại phu đi. Ông đừng hù ta mà lão già. Đại phu à, mau lên. Ông mau tỉnh lại đi. Mời đại phu. Đại phu à, mau lên, mau khám cho lão già ta đi, coi ông ấy bị làm sao vậy. Sao rồi, có cứu được không? Kỳ lạ, sao ông ấy lại xỉu vậy? Ta cũng không biết nữa, ta đang nói chuyện với ông ấy, tự nhiên ông ấy lăn đùng ra xỉu. Kỳ lạ thiệt, căn bệnh làm này... sao? Cũng không biết nói sao. Theo lẽ thường mà tưởng ông ấy sẽ phải vô cùng yếu ớt, hơi thở thì sẽ lúc có lúc không mới phải chứ. Nhưng mà làm sao? Ta vẫn chưa nghĩ ra nữa. Lão già, ông hết thuốc chữa rồi. Sao rồi? Nè, giờ thì đúng rồi. Ông ấy đâu có bị xỉu. Hả? Ông ấy chỉ đang ngủ thôi. Đang ngủ hả? Phải. Thật sự đang ngủ hả? Phải. Lão già này, ông làm ta sợ chết đi được à. Phu nhân, sao ông ấy lại mệt tới như vậy chứ? Cũng là lỗi của ta tại hôm qua. Mà ông hỏi chuyện này làm gì? Liên quan gì ông chứ? Tiễn đại phu về. Dạ. Đại phu, mời. Lão già, ông mau dậy đi. Con gái của chúng ta bị người ta kiện, ông mau tỉnh dậy đi. Lão già, nè, mau tỉnh lại đi. Làm sao đây? Các người mau nghĩ cách giúp ta đi. Sao ai cũng đứng ngay ra vậy? Ông mau dậy đi lão già. Ngồi dậy cho ta mau lên. Ngồi dậy đi. Ông không chịu dậy sao? Gương sáng treo cao. Đỡ vậy. Bây giờ làm được cách nào hay cách đó. Mau lên đi,
Mau lên, mau. Ả Như Ngọc này sau khi tướng công qua đời, không biết liêm sĩ, thông gian với kẻ khác, dâm đảng gia thất. Ả ta tưởng chuyện của Ả là bí mật, nhưng mà lưới trời khó thoát, Ả đã bị tiểu thúc bắt gặp được. Ả đã nổi lên sát tâm giết người diệt khẩu. Quả nhiên là nọc trắng bụi rậm mà, kim châm ông dò dẻ. Hai thứ đó tuy độc, nhưng không độc bằng lông dạ nữ nhân. Đại nhân, đây là tội mưu sát. Không, không phải, không phải mà, không phải vậy đâu đại nhân. Là hắn, là hắn muốn làm nhục tôi. Tôi chỉ tự vậy, tôi không có mưu sát. Đại nhân, tôi thật sự bị quan. Câm miệng. Đại nhân, tôi bị quan mà. Người đâu, tát miệng cho ta. Đừng, nè, đừng. Đại nhân, đừng mà. Bỏ ra. Đại nhân, đừng. Trời ơi, đánh dữ vậy. Trời ơi, nhiều quá. Cô không sao chứ? Hả? Tổng Thiên Lý, ngươi lộng dạ lan sói. Đại nhân, còn cả Kỷ Vô Ưu này lại đi kiện giúp dâm phụ ác độc. Rõ ràng đã biết của gian tình, nhưng vì muốn giúp cho dâm phụ, cô ta đã liền ra tay trước, vu cáo Lưu lão già. Ngươi ngậm máu phun người. Ta ngậm máu phun người khi cô đi kiện giúp dâm phụ ác độc này. Trên cáo trạng đã viết cái gì? Ta... Có phải cô nói ả ta mất chồng từ sớm không? Đúng vậy. Cha chồng đối xử ả ta không tốt, ả ta bất mãn, sống không bằng chết. Đúng đó. Cho nên ả ta muốn rời khỏi nhà đó để được cải giá. Chuyện đúng chính là vậy mà. Vậy thì đúng rồi. Đúng gì hả? Bởi vì vừa rồi cô đã nhận tội cho ả ta rồi. Hơn nữa cô còn tự nhận tội của mình nữa. Ta nhận tội sao? Ta nhận tội gì chứ? Ta hoàn toàn vô tội. Đại nhân, ả giam phủ ác độc này mất chồng từ sớm, còn luôn bất mãn với cha chồng của mình nên muốn bỏ trốn. Tất cả chuyện này Kỷ Vô Ưu đều biết được rất rõ ràng, nhưng cô ta không những không khuyên can dâm phụ ác độc này mà còn viết cáo trạng cho ả ta. Rõ ràng là muốn xem thường Dương Pháp, phạm tội đồng mưu. Đại nhân, với trạng sư vô lại như vậy thì càng phải xử phạt nặng hơn. Tổng Thiên Lý, người ăn nói bậy bạ. Mau lên đi, mau lên đi, mau lên. Tránh ra, tránh ra. Mau tránh đường. Tránh đường. Mau lên, mau lên. Mau tránh đường. Mau lên. Mau lên. Đại nhân, sự thật đã rõ ràng, cần đưa ra phán quyết rồi. Tham quan vô lại, cấu kết trạng sư, nhận tiền thẩm án, hãm hại vô tội, coi chừng chết không chỗ chôn. Câm miệng. Miệng ta không chửi ông, nhưng mà lòng của ta chửi ông, có ngăn nổi không hả? Đại nhân, với loại nữ nhân độc địa này, nếu như đôi co chỉ tổn mất thân phận. Tổng trạng sư nói rất đúng. Kẻ phạm tội như ngọc. Mau lên, mau lên, mau đi. Đầu tiên thất tiết, sau đó sát nhân. Mau, mau lên. Mất hết nhân tính. Mau. Thiên địa bất dung. Làm ơn tránh đường. Chém đầu. Mau lên, mau lên. Xin tránh đường, xin tránh đường. Đứng lại. Làm ơn tránh ra đi. Đứng lại. Đây là tổng sư. Tới đây để cải án. Mau lên. Mau lên. Mẹ ơi. Mẹ tới rồi. Cha con cũng tới rồi. Điêu dân to gan, làm loạn công đường. Họ không phải điêu dân, họ là cha mẹ ta. Họ tới cải án giúp ta đó. Phải, chúng tôi đến đây để cải án. Trên công đường mà lại ngủ, còn ra thể thống gì? Ông ấy không phải ngủ, mà là bị thương, không thể đi lại được. Đúng vậy, là bị thương đó. Lão già, tỉnh dậy đi. Trời ơi, lão già ơi, ông mau tỉnh dậy đi. Ông mà còn không tỉnh lại, tôi không cho ông về phòng ngủ nữa. Ông mau tỉnh dậy đi. Ông mau tỉnh dậy đi. Mau lên. Chân của ông đang đau, để tao đỡ ông dậy. Dậy đi. Cha lên. Cha ngồi dậy, dậy đi cha. Cha mẹ. Cha mau ngồi dậy đi mà. Ông ta đang ngủ rất say. Mau dậy đi. Lý nào như vậy? Người đâu? Đánh 40 trượng. Đại nhân đừng mà. Các người dám? Cha của ta là Bắc Trạng Dương Kỷ Học Lễ. Ông ấy có mang công danh, các người ai dám động tới chứ? Đại nhân,
ông ta dùng công danh ép ngài. Thế nào lại như vậy? Vậy đi, vậy. Cháu ơi, mau vậy đi. Dạ rồi. Vô đi, vô đi. Mau lên đi. Đại nhân, xin hãy mau chóng phán quyết đi. Khoan đã. Kỷ Học Lễ có một chuyện chưa rõ, muốn được thỉnh giáo đại nhân đây. Xin hỏi đại nhân, ngài đã nhận bao nhiêu lợi ích rồi? Hỗn sự, trên chốn công đường, buông lời sàm ngôn, cẩn thận công danh của ngươi. Nói như vậy là đại nhân chưa hề nhận chút lợi ích của bất kỳ người nào hết hả? Đương nhiên rồi, bổn quan tra án trước nay luôn luôn là lòng trong như nước, sáng như gương. Cũng có nghĩa là ở trên chốn công đường này có thể tra án đúng theo luật lệ rồi. Trên chốn công đường đương nhiên là phải theo luật lệ. Ngươi có thấy mình nói phí lời hay không đây? Vậy được, vậy Kỷ Học Lễ to gan xin đại nhân mau chóng thả hai tiểu nữ tử này ra. To gan? Ngươi dám ra lệnh cho bổn quan sao? Luật lương hương quan, quan phải nghe theo luật. Luật nói phải thả, quan sẽ không thể không thả. Hỗn sự, luật lệ nhà Thanh bổn quan cũng hiểu rất rõ. Ta không hề nhận ra có một điều luật nào lại bắt bổn quan có tội không phán, thả đám hung thủ ra. Đại nhân, ông ta đang hư trương thành thế. Bổn quan biết mà. Kỷ lão đầu, ả phạm nhân Như Ngọc này đã nhờ con gái ông đi kiện. Trên đơn kiện đã viết cực kỳ rõ ràng, ả ta bất mãn với cha chồng, không muốn làm quả phụ, quyết định bỏ trốn. Đối với loại nữ nhân ác độc lòng dạ thâm sâu này, nếu như đại nhân mà thả ra thì thiên lý cũng sẽ bất dung. Đại nhân, Như Ngọc cô nương ở đây không phải là lòng dạ thâm sâu, mà là muốn sống yên ổn đó. Đại nhân ngài nghĩ xem, Như Ngọc cô nương này 17 tuổi mất chồng, ở trong nhà chồng cô ấy lại là con dâu duy nhất. Cha chồng đã mất vợ, em chồng chưa thành thân, đi ra đi vào suốt ngày chạm mặt, khó tránh dị nghị, tình cảnh khổ sở. Cho nên cô ấy bất đắc dĩ mới phải đi kiện, vì mong đại nhân sẽ hiểu nỗi khổ của cô ấy, cho cô ấy được phép cải giá. Xin hỏi đại nhân, làm như vậy là muốn sống yên ổn hay là lòng dạ thâm sâu đây? Chuyện này chỉ là giảo biện. Đây là sự thật. Đại nhân, chuyện ngày hôm nay đúng lúc chứng minh Như Ngọc cô nương kiện lên nhà môn, hy vọng được cải giá là một điều cần phải làm. Đây không phải lòng dạ thâm sâu, mà là chỉ muốn sống yên ổn. Đại nhân, Như Ngọc cô nương kiện mà không được chấp thuận, nhưng cô ấy vẫn không hề có ý bỏ trốn, mà vẫn cứ ngoan ngoãn thủ tiết ở nhà chồng. Nhưng mà điều cô ấy lo lắng lại vẫn cứ xảy ra rồi. Tên tiểu thúc ở nhà chồng mặc người giả thú, thừa cơ chiếm đoạt cô ấy. Nếu cô ấy là một dâm phụ, tất nhiên sẽ chấp thuận đi theo tiểu thúc này, vậy thì sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay đâu. Nhưng mà Như Ngọc cô nương vì muốn bảo vệ được trinh tiết của mình nên đã phản kháng, bởi vậy mới lỡ tay cầm cây kéo đâm trúng tiểu thúc. Đây là do tình thế ép buộc, bắt buộc phải làm. Đại nhân, một vị cô nương trinh tiết như vậy chính là tấm gương cho nữ tử thiên hạ. Đại nhân, ngài không những không thể trị tội cô ấy, mà còn phải lập cho cô ấy một tấm biển trinh tiết mới phải đó. Vậy nói nhảm. Chuyện ông nói ả bị tiểu thúc cưỡng bức không có bằng chứng, nhưng chuyện ả thông gian mưa sát thì có bằng chứng rất rõ ràng. Ai nói đúng ai nói sai xem là biết ngay, không thể chối cãi. Đúng, những gì ngươi nói hoàn toàn không thể chứng minh được. Đại nhân, tôi có bằng chứng. Đại nhân, vào hôm Như Ngọc cô nương xuất giá đã thành thân với người tiểu thúc bái đường thay cho ca ca của mình,
còn chồng cô ấy thực ra là người ca ca đang bệnh liệt giường, đã đột ngột qua đời. Cho nên đêm động phòng qua chút đã không hề xảy ra. Đại nhân, Như Ngọc cô nương đến giờ vẫn còn là một khuê nữ trong trắng đó. Nếu như đại nhân không tin, hãy cho người kiểm tra thì sẽ làm rõ trắng đen. Nếu như Như Ngọc cô nương hiện giờ vẫn còn giữ được tấm thân trong trắng thì chuyện Tống Thiên Lý nói cô ấy thông gian giết người rõ ràng là một sự bịa đặt, không còn bằng chứng. Đại nhân, vừa rồi đại nhân cũng đã nói đó, nghe nói công đường này là chốn công đường của đạo lý và luật lệ, đúng không? Đại nhân, hãy cho người kiểm tra. Đại nhân, nếu như ngài không truyền, vì kỷ học lễ bất đắc dĩ phải đắc tội với đại nhân đây rồi, ta sẽ đưa Như Ngọc cô nương đi tới đô sát viện. Đô sát viện không giải quyết thì ta tới đại lý tự. Đại lý tự không giải quyết, ta sẽ tới đại đường hình bộ. Nè, truyền. Ai nói ta không truyền chứ? Người đâu? Mau truyền người kiểm tra. Đại nhân thật anh minh. Làm bên này nè. Chơi, chỗ này đông vui quá ha. Con đừng chỉ có ham chơi, Như Ngọc cô nương còn phải lên đường sớm đó. Kỷ tiên sinh, bước ra khỏi đây coi như là rời khỏi kinh thành rồi. Hai người không cần tiễn tôi nữa. Như Ngọc cô nương, cô đi về quê một mình liệu có ổn không? Không sao đâu. Ta trước giờ chưa từng rời khỏi kinh thành, nếu bắt ta phải lên đường một mình, ta sẽ không dám đâu. Kỷ cô nương, cô quá lời rồi. Trời ơi, ta cũng lâu lắm rồi không rời khỏi kinh thành rồi đó. Kỷ tiên sinh, đại ân đại đức của ngài suốt đời này của tôi cũng không thể báo đáp, chỉ có thể nói một tiếng đa tạ. Quá lời rồi. Thôi mau lên đường đi. Ủa cha, vừa nãy còn đông vui lắm mà, sao bây giờ lại thành ra như mình vậy? Không nên ở lâu, mau về thôi.